đang lôi kéo chú trâu vào một cái vị trí nào đó. Tết Khô Già Già hay còn gọi là Tết tháng 6 của người Hà Nhì Đen được coi là lễ hội cầu mùa lớn nhất trong năm, tổ chức theo từng thôn, từng bản của người Hà Nhì. Để chuẩn bị cho nghi thức này, từ ngày thìn đầu tiên của tháng 6 âm lịch hàng năm, các thôn Hà Nhì tổ chức sửa sang, lập lại lán thờ tại các công viên chung của thôn. Đặc biệt, các gia đình trong thôn cùng góp tiền để mua trâu làm vật hiến tế các thần linh. Các bạn thân mến nhá, ngày hôm nay thì Sơn đang di chuyển đến thôn Tả Dì Thàng. Hôm nay ở dưới thôn này sẽ có chương trình mổ trâu để cúng theo phong tục cúng rừng già của người dân tộc Hà Nhì đấy các bạn. Thì ngày hôm nay thì Sơn đang cùng một số các anh chị ở cũng ở Y Tý này và đang xuống dưới này để tham gia cái lễ hội thì những cái tiết mục văn hóa của người đồng bào dưới này các bạn. Khi mà chúng ta đến đây thì Sơn cũng thấy có một cái nó rất là thú vị, nó rất là hay. Bởi vì quan sát từ phía xa thì chúng ta có thể là trông nó đơn giản thôi. Thế nhưng mà khi mà chúng ta bước chân đến đây thì chúng ta lại sẽ có một cái cảm giác rằng như là chúng ta đang đi vào một cái khu phố cổ gì đó các bạn ạ. Vào ngày thìn tháng 6 hàng năm các bạn thì người Hà Nhì sẽ tổ chức mổ trâu để kiểu như là cúng rừng già ấy. Đấy. Thì ngày hôm nay cũng khá là đông du khách đã cũng đổ về đây. Đây rồi các bạn ơi. Theo như Sơn đã nhìn thấy rồi, đã nhìn thấy mọi người đã tập trung ở đây. Và bây giờ thì Sơn sẽ di chuyển cùng với các anh chị ra bên ngoài này xem. Và Sơn cũng có nhìn thấy bên này có con trâu đây rồi. Bây giờ chúng ta sẽ di chuyển ra các bạn nhé. Trước khi đến đây thì Sơn sẽ ghi hình cái ngôi nhà mái lá danh này một chút này. Bởi vì là các bạn theo dõi trong cái video trước á, thì trong khi mà mọi người biểu diễn các tiết mục ở trên sân khấu trong video trước mà Sơn đã quay ấy, thì đây chính là những cái ngôi nhà chính thức mà trong cái đoạn múa là có hình thức mô phỏng các bạn. Thì và đây chính là hình thức ngôi nhà đó. Còn đây, đây là con trâu, một con trâu đực ở đây. Và sau đó là người ta sẽ mổ và làm thịt để cúng ở đây. Hello các em, gặp YouTuber các bạn này. Tên kênh gì em nhỉ? Thanh Quang Tây Bắc. Thanh Quang Tây Bắc. Còn em? Ok, chào các em nhá. Các em tới lâu chưa? Em vừa xuống. Vừa mới xuống à? Thế sao đi mà chẳng thấy alo cho anh cái? Không, anh không bay. Không, chắc là của ai đấy, anh không bay. Thế đã quay được nhiều chưa? Em vừa quay được một tí. À thế à? Thôi, tập trung mỗi người quay một tí đi. Mỗi người quay đi, không có xong rồi tí nữa anh em lại ngồi với nhau nhá. Quá trình chuẩn bị làm mà cái nghi lễ mổ trâu đang chuẩn bị được bắt đầu rồi các bạn ạ. Đó, bây giờ người sẽ buộc cái chân nó lại. Nhưng mà con trâu này thì có vẻ là
khá là hung dữ. Rất là căng thẳng. Con trâu nó cũng khá hung dữ các bạn. Được rồi, nó lại tuột. Ngày hôm nay ở nơi đây thì cũng khá là nhiều các phóng viên, nhà báo, rồi khách du lịch và cùng các người dân bản ở nơi đây để đang chuẩn bị đón xem một cái màn chi tiết rất là đặc biệt, đó là lễ mổ trâu cúng tế. Để trói được chân nó cũng không dễ tí nào anh nhỉ. Có vẻ nó mấy thanh niên đang cầm cái dây để trói chân chú trâu đó lại, nhưng mà có vẻ cũng khá là khó. Ra đây. Đấy đúng, này, lại phải giữ gần hơn. Đấy kìa. Đấy, trông anh này làm có vẻ là rất đơn giản đấy này. Đây rồi. Rồi ok. Mấy người vừa rồi là lằng mãi không được. Nhưng anh này vào một cái đã được ngay. Kiểu như là chủ trâu, kiểu như là chủ trâu các bạn. Cho nên là nó rất đơn giản. Đầu tiên thì có vẻ là chú trâu rất là hung dữ, nhưng anh chàng dắt trâu đã làm một cái gì đó và khiến cho chú trâu trở nên rất là lành hiền. Cái dây này, dây buộc chân này là bằng, làm bằng da con trâu luôn hả anh? À. Rồi, bây giờ sẽ lồng những cái dây chéo vào với nhau. Và con trâu bây giờ thì Xuân thấy là có vẻ là chú trâu bây giờ đang rất lành hiền trở lại rồi. Thấy đứng im để cho mọi người buộc dây. Chuẩn bị này, các thanh niên trai tráng của làng. Rồi, đã vật ngã con trâu xuống rồi các bạn. Các thanh niên trai tráng của làng. Và chú trâu đã được vật ngã ra. Bây giờ thì mọi người sẽ trói chân chặt lại. Đang trói vo bốn cái chân lại với nhau các bạn. Đó. Mọi người đang lôi kéo chú trâu vào một cái vị trí nào đó. Đây mọi người đang kéo nó sát với cả cái bờ này để chắc là trong quá chiến tình là mổ đấy các bạn thì. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Mọi người đang tập trung để mổ con trâu ở phía bên kia các bạn ạ. Chắc có lẽ thì Sơn sẽ di chuyển lên khu bên trên của bản làng để Sơn ghi lại những cái hình ảnh các chị em chuẩn bị cỗ ở trên đấy xem là như thế nào các bạn nhé. Sơn đang bắt gặp hai bạn gái người Hà Nhì rất là xinh đẹp. Em gái cho anh hỏi một chút, bạn bên tay trái này, em tên là gì? Em tên là Tráng Thê Hụ. À, em sinh năm bao nhiêu? Em sinh năm 2007. 2K7 à? Vâng. Thế còn bạn bên này thì tên là gì? Em tên là Phu Si ạ. À, thế là cùng tuổi với cả bạn đấy luôn à? Hay là ít tuổi hơn hay nhiều hơn? Bằng tuổi ạ. Bằng tuổi. Thế nhà các em có gần đây không? Có ạ. À, thế là hôm nay là đi xuống ở dưới kia để kiểu như là dự lễ cùng với cả mọi người dưới đấy à? Vâng. Thế vừa rồi thì các em làm cái công việc gì ở dưới chỗ mổ trâu? Có làm gì dưới đó không? Vâng, cháu xuống chụp ảnh. À, mình chỉ xuống chơi chụp ảnh thôi. Vâng. Thế còn hôm nay nhà mình có làm bánh dày các thứ không? Có ạ. Có à? Vâng. Thế đã làm chưa hay là bây giờ mới chuẩn bị về để làm? Làm rồi ạ. Làm rồi? Vâng. Làm nhiều, nhà mình có làm nhiều không? Có ạ. À, thế hôm nay cho anh về nhà ăn bánh dày cùng với được không? Được ạ. Ok, nói vậy cho vui thôi các bạn ạ. Nhà các em là ở trên này đúng không? Vâng. Ừ, vậy thôi, cảm ơn các em rất là nhiều. Các em đi về đi. Thank you.